Chào các bạn, mình là Linh Trần. Chào mừng các bạn đã đến với Nhân Laptop và Hình Chọn Đời. Ngoài một số dòng laptop giá rẻ rất được nhiều khách hàng ưu tiên lựa chọn khi đến với cửa hàng của mình, thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một dòng laptop cao cấp hơn, đáp ứng nhu cầu sử dụng cao hơn. Thì chiếc laptop mình muốn nói đến đó là chiếc HP EliteBook Folio 1040G2. Thì nếu mà bạn là dân văn phòng, bạn là doanh nhân, bạn là tín đồ du lịch, bạn thường xuyên phải di chuyển nhiều, bạn đang cần một chiếc laptop có thiết kế mỏng nhẹ, tinh tế, đẹp mắt và đặc biệt là cấu hình thì phải cao, thì bạn không nên bỏ qua video ngày hôm nay. Và sau đây mình sẽ giới thiệu với các bạn về chiếc HP EliteBook Folio 1040G2. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ quan sát về phần thiết kế của máy, được không ạ? Máy được thiết kế bằng vỏ nhôm màu xám đậm và có logo HP ở giữa. Chúng ta thấy là thiết kế này chúng ta nhìn thấy rất là sang trọng và gọn nhẹ. Đặc biệt là phần viền của máy thì các bạn thấy là được thiết kế khá là cong, rất là tiện cho việc chúng ta thả vào trong ba lô để chúng ta có thể mang đi. Ngoài ra thì máy được đặt chỉ tiêu độ bền của quân sự, hoạt động khá là mạnh mẽ trong môi trường, ví dụ như là nhiệt độ cao này, chống va đập. Tiếp theo là chúng ta cùng quan sát mặt phía bên trong của máy ạ. Đây chúng ta có thể thấy là phía bên trong là chúng ta nhìn cũng rất là gọn nhẹ và sang trọng, đúng không ạ? Đầu tiên là về màn hình thì chúng ta thấy là Folio 1040G2 được thiết kế với một màn hình có độ rộng là 14 inch, chuẩn Full HD, sẽ cho chúng ta một hình ảnh rất là sắc nét, màu sắc tươi sáng, và mình nghĩ rằng người dùng sẽ có một trải nghiệm thật sự rất là tuyệt vời khi chúng ta thực hiện các tác vụ giải trí như là xem phim hoặc là chơi game chẳng hạn. Còn về phía mặt C thì chúng ta thấy là phía mặt bàn phím ở phía trên này có một dải loa rất là cao cấp. Bên trái này là nút nguồn, phía bên phải là nút để chỉnh chế độ máy bay. Còn về bàn phím của HP Folio 1040G2 thì chúng ta thấy là mặt bàn phím rất là gọn, được lược bớt đi đó là bàn phím số, thao tác một cách dễ dàng. Và ngoài ra thì với khả năng chống tràn thì chúng ta có thể hạn chế được việc đó là đổ nước lên bàn phím thì sẽ không có bị hư hỏng. Về phần touchpad của máy thì chúng ta thấy là touchpad của Folio 1040G2 thì khá là rộng rãi, được thiết kế lệch nhẹ về bên trái một chút xíu. Và ngoài ra thì chúng ta thấy là HP đã loại bỏ hoàn toàn đó là phím chuột trái và chuột phải. Bàn rê chuột cường lực, chúng ta chỉ việc là thao tác nhấp nhẹ thôi thì máy sẽ cho một phản hồi khá là tốt. Tiếp theo là chúng ta sẽ để ý về các cổng kết nối của Folio 1040G2. Thì chúng ta thấy là máy mỏng nhẹ như thế này nên là phần thiết kế thì không có rườm rà. Phía bên trái thì chúng ta thấy là có một cổng USB, có cổng micro SD. Phía bên phải cũng có cổng USB và một cổng DisplayPort để bắt các bạn có thể trình chiếu hoặc là kết nối với các thiết bị như là TV này hoặc là loa vân vân. Và tại sao ngày hôm nay mình lại giới thiệu chiếc laptop này và đánh giá nó là một chiếc laptop đáng tiền, thì các bạn chúng ta sẽ cùng khám phá về phần cấu hình của máy. Thì chiếc Folio 1040G2 thiết kế mỏng nhẹ với 1,5kg thôi, nhưng mà về phần cấu hình của nó hoạt động vô cùng mạnh mẽ, đáp ứng được hầu hết các nhu cầu của khách hàng. Ví dụ như là các bạn làm văn phòng này, hoặc là các bạn trình chiếu này, các bạn giải trí chơi game. Thì Folio 1040G2 được trang bị chip xử lý Intel Core i5, chip là 5200U, RAM 4GB, ổ cứng SSD 128, sẽ có tốc độ xử lý cao gấp 3-5 lần ổ cứng thường. Với những thông tin nãy giờ mình chia sẻ thì mình nghĩ là con máy này thực sự là xứng đáng được đánh giá là xứng tầm doanh nhân, bởi vì hầu hết các tiêu chí cho chúng ta, đó là vừa thiết kế đẹp mắt mà hiệu suất hoạt động thì vô cùng mạnh mẽ. Và hôm nay thì mình xin báo với các bạn một tin vui, đó là hiện tại thì bên mình mới cập nhật thêm đó là dịch vụ mua trả góp tại cửa hàng, lãi suất 0% ha. Đây. Tại sao mà bên mình lại cập nhật thêm dịch vụ này? Bởi vì trước đây thì cửa hàng khá là bé, khi mà mỗi khách hàng mà chúng ta lựa chọn hình thức mua trả góp thì chúng ta gặp phải một cái rắc rối, một sự bất tiện, đó là chúng ta phải đi khá là xa tới một chi nhánh ở bên tận quận nhất, và sau khi chúng ta làm xong thủ tục thì chúng ta phải quay về đây lấy máy thì nó rất là mất thời gian. Thì hiện tại thì tại cửa hàng đã chính thức là cho chúng ta có thể
mua trả góp tại cửa hàng với lãi suất 0% và điều kiện dành cho khách hàng chỉ đơn giản đó là chúng ta có thẻ tín dụng thuộc 21 ngân hàng. Và đó là những ngân hàng nào thì hôm sau thì ở bên mình sẽ cập nhật danh sách cho các bạn. Và điều kiện để các bạn có thể mua trả góp ở Nhân Laptop thì chỉ cần các bạn sở hữu thẻ tín dụng và các chúng ta đã có thể là sử dụng, đã sở hữu được chiếc laptop của shop. Ngoài ra thì với chế độ bảo hành rất là tuyệt vời thì shop luôn luôn không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng để cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất và đảm bảo là các bạn sẽ hài lòng khi đến với Nhân Laptop ở hành trọn đời. Rất vui được phục vụ mọi người. Xin chào các bạn.